Xin chào các em, mời các em tham khảo các bài văn mẫu về bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu do thầy tổng hợp và biên soạn để học tốt môn ngữ văn lớp 9. Bên dưới phần mô tả là link để xem 14 đề văn khác và 128 mẫu bài làm tham khảo. Trên video là bài phân tích về bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Văn chương là một bức tranh muôn màu. Nó hiện ra dưới ngòi bút tài hoa của người nghệ sĩ, được lấy chất liệu từ hiện thực. Văn chương không bao giờ tìm đến những thứ xa xôi, hào nhoáng để mãn nhãn người đọc, mà tiếp cận với người đọc bằng những thứ tình cảm chân thành, những chủ đề gần gũi. Cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ không chỉ thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc, mà nó còn phả một luồng gió mới vào văn chương đương thời. Hòa mình vào không khí ấy, Chính Hữu với Đồng Chí như một hiện tượng xuất sắc về đề tài người lính. Cảm nhận bài thơ Đồng Chí, Chính Hữu đưa bạn đọc vào thế giới hiện thực nơi núi rừng biên giới, tưởng xa lạ nhưng thấm đẫm tình đồng đội bằng thứ văn chương giản dị, mộc mạc. Không thể phủ nhận, để có được hai chữ độc lập tự do, dân tộc ta đã đánh đổi bằng máu và nước mắt, bằng thanh xuân tươi trẻ của cả một thế hệ qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Từ hiện thực đầy đau thương, mất mát, hình ảnh người lính đi vào thơ ca thời kỳ cách mạng như một tượng đài vĩnh cửu, một nguồn cảm hứng dạt dào vô tận, không bao giờ vơi cạn và góp phần làm nên tên tuổi của nhiều thế hệ các nhà văn, nhà thơ. Và Chính Hữu là một trong số đó. Chính Hữu tên thật là Trần Đình Đắc, một nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thơ ông thường viết về đề tài chiến tranh và người lính bằng thứ ngôn ngữ bình dị, giọng điệu thủ thỉ tâm tình, cảm xúc dồn nén, hình tượng thơ phát sáng. Đồng Chí là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Chính Hữu, được trích trong tập thơ Đầu Súng Trăng Treo, viết vào đầu mùa xuân năm 1948 tại chiến khu Việt Bắc. Bài thơ ca ngợi tình đồng chí cao cả và thiêng liêng, gian khổ có nhau, vào sinh ra tử có nhau của những người nông dân mặc áo lính giữa thời khói lửa. Với giọng thơ như một cách kể chuyện thủ thỉ tâm tình, cùng ngòi bút tài hoa, ngôn ngữ giản dị, đầy tính tự nhiên, Chính Hữu đã đi về với xuất thân để hình thành nên tình đồng chí. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh và tôi đều có xuất thân từ những người nông dân chất phát mộc mạc. Quê hương anh và làng tôi đều nghèo khổ, là nơi nước mặn đồng chua, là xứ sở đất cày lên sỏi đá. Mượn chất liệu dân gian để nói về quê hương của mình cùng với cấu trúc song hành đối xứng, Chính Hữu đã thổi hồn vào để cho lời thơ đầy chân thành chất thơ mộc mạc. Phải chăng sự đồng cảm và hiểu nhau là nhân tố, là bệ phóng cho tình đồng chí? Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Cùng hoàn cảnh, cùng chung lý tưởng lớn, các anh đã bước chân vào con đường đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi hào hùng. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ là một cái duyên để cho các anh gặp gỡ, để cho những trái tim nồng nàn yêu nước có dịp hội tụ, đưa các anh từ những người nông dân chân lấm tay bùn xa lạ, chẳng hề thân quen, thành những người bạn tri kỷ. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Hai câu thơ vừa mang ý nghĩa tả thực, vừa mang ý nghĩa biểu trưng. Những người nông dân mặc áo lính ấy chiến đấu vì chính mình và sự nghiệp chung của đất nước, đã xóa nhòa mọi khoảng cách về không gian, thời gian, địa lý. Câu thơ súng bên súng, đầu sát bên đầu đã gợi thế đứng trong đêm hành quân. Họ luôn sát cánh bên nhau trong mọi khó khăn, nguy hiểm. Súng bên súng, đầu sát bên đầu thì chung rất nhiều, không chỉ gần nhau về không gian địa lý mà còn là chung suy nghĩ, chung lý tưởng cách mạng. Tố Hữu cũng đã nói đến tình cảm người lính trong tập thơ Việt Bắc. Thương nhau chiếc củ sắn lùi, bát cơm xẻ nửa, chăn xuôi đắp cùng. Câu thơ 7-8 rút ngắn với hai từ đồng chí, nhưng nghẹn lại như cái choàng vai tin cậy, như một dáng đứng vững chãi thu về một tâm điểm của sức mạnh niềm tin rắn giỏi. Xúc động xen lẫn tự hào khi nói về tình đồng chí cao cả thiêng liêng, cùng chung lý tưởng chiến đấu, những người nông dân nồng nàn yêu nước, thiết tha mong hai chữ độc lập tự do cho dân tộc. Chính Hữu đã thật tài tình khi sử dụng các từ ngữ như bên, sát, chung
Thành đã thể hiện sự gắn bó thiết tha của tình tri kỷ, tình đồng chí. Những người lính ra đi có cùng chung xuất thân hoàn cảnh. Vì vậy, nỗi nhớ, động lực của các anh nơi tiền tuyến mưa bom bão đạn đều có chung hai chữ quê hương, từ đó làm thắm đượm thêm tình đồng chí. Ruộng nương anh gửi bạn thân cày, gian nhà không mặc kệ gió lung lay, giếng nước gốc đa nhớ người gia lính. Nếu hình ảnh người lính trí thức trong Tây Tiến của Quang Dũng ra đi từ mảnh đất ngàn năm văn hiến sẽ nhớ về dáng kiểu thơm, thì người lính trong thơ Chính Hữu lại nhớ về giếng nước, mái đình gốc đa. Những chất liệu hình ảnh dân gian, cây đa cũ, bến đỏ xưa được Chính Hữu sử dụng một cách đầy tinh tế, điêu luyện, đưa vào thơ rất đậm đà, nói ít mà gợi nhiều, đong đầy nỗi nhớ quê hương của chàng trai mặc áo lính. Hai nỗi nhớ ở cả tiền tuyến và hậu phương, tình yêu quê hương và sự đồng cảm nơi xuất thân đã làm thắm đượm thêm hai chữ đồng chí, là nhân tố góp phần làm nên sức mạnh tinh thần để người lính vượt qua mọi thử thách gian lao, thậm chí là đánh cược cả sinh mạng nơi tiền tuyến mưa bom bão đạn. Tình đồng chí, đồng đội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp như một nguồn cảm hứng dồi dào để các nhà thơ, nhà văn chắp bút. Và trong gian khổ, vẻ đẹp của tình người ấy tỏa ra một nguồn sáng hơn bao giờ hết. Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. Giờ đây tác giả đưa vào câu thơ hàng loạt những chi tiết đầy tính chân thực. Đó là áo rách, quần vá, chân không giày. Câu thơ hiện lên bao sự gian khổ, thiếu thốn về vật chất của những người lính trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc. Không những thế, nó còn là căn bệnh sốt rét rừng kinh niên mà người lính phải chịu đựng. Trong bài thơ Tây Tiến, Quang Dũng cũng từng nói đến căn bệnh này. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùm. Nhưng trong gian khổ, với việc sử dụng thế đối xứng, tôi, anh, Chính Hữu đã gợi lên sự đồng cảm, chia sẻ của người lính sát cánh bên nhau. Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Những câu thơ tưởng chừng như là kể, là tả, nhưng đến câu thơ thương nhau tay nắm lấy bàn tay, nó không còn là kể, là tả nữa. Nó có gì đó một chút ngượng ngùng, vụng về trong tình cảm chân thật của người lính. Cái hay của tứ thơ là sự lặp lại của những cặp đối xứng so sánh thật hồn nhiên. Tôi, anh, quần, áo, cười bốt giá, chân không giày. Hình ảnh người lính, đồng chí được nâng dần lên từ sự gian khó thiếu thốn bao nhiêu thì vẻ đẹp tâm hồn càng được nâng lên bấy nhiêu. Ba câu thơ cuối là một bức tranh đẹp nhất, hoàn hảo nhất về hình ảnh người lính. Đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Trong bức tranh ấy, nổi bật lên trên nền rừng hoang sương muối là sự kết hợp của ba hình ảnh: người lính, khẩu súng và vầng trăng. Nó tạo nên một khung cảnh vừa hiện thực vừa lãng mạn. Cái hiện thực khốc liệt của chiến tranh nơi núi rừng hoang vu khắc nghiệt của thời tiết, khi phải chịu cái rét thấu xương như hàng ngàn mũi dao đâm vào da thịt, khi mà cái chết đang cận kề bên mình, người lính vẫn ung dung bình thản cùng nhau chờ giặc tới. Cách nói của Chính Hữu không chỉ cho ta thấy rõ hơn hoàn cảnh của cuộc chiến, mà còn sáng ngời tinh thần chiến đấu của chú bộ đội Cụ Hồ. Và trong không gian ấy, nhà thơ đã có một phát hiện rất thú vị: đầu súng trăng treo. Đây có lẽ là câu thơ hay nhất, lan tỏa nhất khi viết về anh bộ đội Cụ Hồ của Chính Hữu. Lấy chất liệu từ hiện thực, người lính đứng gác trong tư thế chủ động, súng trịa lên trời trong một đêm khuya tĩnh mịch. Hai hình ảnh mang đầy tính đối lập. Súng là biểu tượng của cuộc chiến đấu gian khổ, hy sinh nơi hiểm trở. Trăng là biểu tượng của một sự yên bình, điều mà những người lính đang mong mỏi hướng tới. Đầu súng trăng treo là một hình ảnh đầy thi vị trong cuộc chiến gian khổ, thậm chí phải hy sinh cả tính mạng của mình cho nền độc lập của Tổ quốc, họ vẫn bình thản, lạc quan, yêu đời. Họ cùng mơ ước một ngày mai đất nước thanh bình. Dù trong rừng hoang sương muối, đêm tối và biết bao hiểm nguy, người lính thời kháng chiến chống Pháp vẫn mở rộng tâm hồn để cảm nhận hình ảnh đẹp đẽ của vầng trăng treo trên đầu mũi súng. Hình ảnh đầu súng trăng treo là một hình ảnh đẹp nhất của Chính Hữu về người lính. Nó có thể coi là một sự đột phá thi ca mang nguồn cảm hứng vẻ đẹp lãng mạn của thơ ca cách mạng thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp.
dùng hình ảnh ánh trăng để tô đậm cái tư thế bình tĩnh, chủ động chờ giặc tới. Mọi khó khăn, gian khổ, không khí căng thẳng của trận chiến đã lùi xa để nhường chỗ cho vẻ đẹp lung linh, huyền diệu của ánh trăng nơi rừng núi hoang sơ, hiểm trở. Phân tích về bài thơ Đồng Chí, có thể thấy Chính Hữu đã thổi một luồng gió nhẹ nhàng về tình đồng chí, đồng đội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đầy gian lao. Với sự kết hợp của bút pháp hiện thực và lãng mạn, ngôn ngữ bình dị, tự nhiên, sử dụng chất liệu dân gian để làm cho những lời thơ trở nên thi vị, mộc mạc. Hình ảnh người lính Cụ Hồ trong lời thơ của Chính Hữu đã sáng ngời vẻ đẹp của một tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Hết bài phân tích. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.